Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Sức Khỏe Tự Nhiên. Kính chào quý vị và các bạn. Thay mặt những người làm chương trình, chúng tôi xin kính chúc quý vị và các bạn dồi dào sức khỏe và tràn đầy niềm vui trong cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, y học hiện đại có câu dinh dưỡng là chìa khóa vàng cho sức khỏe. Từ những căn bệnh cảm vật cho đến nan y đều có thể chủ động phòng tránh và phục hồi nhờ dinh dưỡng. Trong chương trình hôm nay, hãy cùng Sức Khỏe Tự Nhiên tìm hiểu 3 chủ đề dinh dưỡng bổ ích thú vị như sau. 1. Thực hiện 4-1 mỗi ngày, không bao giờ lo táo bón. 2. 5-0 vào bữa tối, giúp miễn nhiễm với ung thư. Và 3. 4 thời điểm chớ ăn chuối, hại như nước thuốc độc. Tiếp theo đây, xin mời quý vị đến với nội dung đầu tiên. Thực hiện 4-1 mỗi ngày, không bao giờ lo táo bón. 1. Uống 1 cốc nước ấm. Cụ thể là sáng dậy, uống 1 cốc nước ấm có thể giúp giảm 50% nguy cơ táo bón và bệnh đường ruột. Thực tế là phân chiếm 70% là nước. Nếu cơ thể thiếu nước, nước trong phân sẽ dễ bị ruột già hấp thụ, dẫn đến phân khô và đại tiện kém. Vì vậy, uống nhiều nước và bổ sung đủ nước có thể giúp ngăn ngừa và cải thiện tình trạng táo bón. Một cốc nước ấm sau khi thức dậy còn giúp thải độc ruột sau một đêm dài, giảm táo bón và giữ cho đường ruột sạch sẽ. 2. Ăn ít nhất 1 khẩu phần chất xơ. Thiếu chất xơ sẽ dễ dẫn đến tích tụ cặn bã thức ăn và chất béo, làm bong niêm mạc dạ dày và gây ra các bệnh nội tạng, từ đó sinh ra táo bón theo thói quen. Mỗi ngày, bạn nên bổ sung 1 khẩu phần nhiều rau và trái cây tươi, thay thế một số loại ngũ cốc mịn bằng ngũ cốc thô, yến mạch, đậu nành và các loại thực phẩm khác. Những thực phẩm này chứa chất xơ có thể làm mềm phân, kích thích thành ruột, giảm áp lực đường tiêu hóa, cải thiện táo bón và giữ cho ruột sạch sẽ. 3. Ăn 1 cốc sữa chua không đường. Sữa chua chứa nhiều lợi khuẩn, nếu ăn hàng ngày sẽ giảm số lượng vi khuẩn có hại, duy trì sức sống của ruột, giảm các triệu chứng táo bón, phòng ngừa bệnh tiêu hóa từ gốc. Bạn có thể tự làm sữa chua để bổ sung men vi sinh. Nếu bạn mua sữa chua thì phải chọn loại sữa chua nguyên chất, ít đường, không hương liệu. 4. Tập ít nhất 1 bài thể dục. Ít vận động cũng là một trong những nguyên nhân gây bệnh tiêu hóa. Tập thể dục nhẹ, kết hợp đi bộ nhanh, xoa bụng có thể giúp thúc đẩy nhu động đường tiêu hóa và giảm táo bón. Bạn kiên trì tập thể dục 30 phút mỗi ngày liên tục trong 2 tháng sẽ kích thích ruột hoạt động theo đồng hồ sinh học, đẩy nhanh quá trình bài tiết chất độc và rác thải ra ngoài, giữ cho đường ruột sạch sẽ và tăng cường sức khỏe cho bạn. Bên cạnh ăn gì và tập gì thì ăn lúc nào cũng quan trọng không kém cho sức khỏe của bạn. Trong đó, bữa tối được đánh giá là quan trọng không kém. Bữa sáng, nếu ăn đúng mực, nó sẽ giúp gan thận được nghỉ ngơi sớm. Trái lại, nếu ăn vô tậu vạ, bộ máy tiêu hóa sẽ phải làm việc cả đêm, dễ sinh bệnh và thậm chí là tăng nguy cơ ung thư. Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo, chỉ cần lưu ý 5-0 trong bữa tối, bạn có thể giảm một nửa nguy cơ bệnh tật và ung thư. 5-0 vào bữa tối giúp miễn nhiễm với ung thư. 1. Không ăn đồ ăn thừa từ bữa trước. Nhiều người sợ lãng phí thức ăn, do đó thường xuyên để thức ăn thừa từ bữa sáng hoặc bữa trưa ăn cho bữa tối. Các thống kê đã phát hiện ra rằng nhiều trường hợp viêm tụy, đặc biệt là viêm tụy cấp, có liên quan đến thói quen ăn uống không lành mạnh, trong đó là ăn quá nhiều thực phẩm để lâu, đặc biệt là cá và thịt còn thừa có hàm lượng protein cao, có thể gây nhiễm khuẩn và tăng nguy cơ mắc bệnh tuyến tụy. 2. Không ăn thực phẩm sinh khí. Thực phẩm sinh khí là các món ăn tạo ra nhiều khí trong ổ bụng, khiến quá trình tiêu hóa vào ban đêm trở nên nặng nề, chậm chạp hơn. Chúng bao gồm các loại đậu, bắp cải, bông cải xanh, ớt xanh, cà tím, khoai tây, khoai môn, ngô, chuối, bánh mì. Nếu ăn vào bữa sáng hay trưa thì không sao,
nhưng ăn nhiều vào bữa tối dễ gây đầy hơi, ảnh hưởng giấc ngủ. 3. Không ăn món quá cay. Ăn nhiều những loại thực phẩm này vào bữa tối dễ gây cảm giác nóng rát dạ dày, gây trào ngược dạ dày, thực quản hoặc táo bón, phân khô khó tiêu và các vấn đề khác. Từ đó làm rối loạn giấc ngủ. Đặc biệt chất cay còn có hại cho gan. Người có tạng gan yếu càng nên hạn chế, tránh để bệnh trở nặng và phát triển thành suy gan, xơ gan, ung thư gan. 4. Không ăn món lạnh và dẻo. Món lạnh bao gồm các loại kem và đồ uống đông lạnh. Các món uống như cá sống, rau sống, cà chua, dưa chuột sống, chúng dễ gây tăng hàn khí trong người, làm lạnh bụng ban đêm và khiến bạn dễ mắc bệnh tiêu hóa hơn. Trong khi đó, món dính thường chứa nhiều gluten có độ dẻo, điển hình như xôi, bánh nếp, bánh rán, rất khó tiêu và tạo gánh nặng tiêu hóa. Sau khi các thức ăn này vào sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chức năng của dạ dày, khiến hoạt động tiêu hóa hoạt động không bình thường, dễ dẫn đến viêm dạ dày cấp và mãn tính, các bệnh lý về dạ dày khác. Có thể thấy, món ăn bổ dưỡng đến đâu cũng có những cấm kỵ nhất định, không phải muốn ăn vào lúc nào cũng được. Trong đó chuối là trường hợp điển hình, dù rất bổ và ngon miệng, nhưng chuối có 3 khung giờ cấm ăn vì dễ gây rối loạn tiêu hóa. Không những mất sạch dinh dưỡng mà còn sinh bệnh. Để lắng nghe chi tiết, mời quý vị theo dõi phần tiếp theo của chương trình. 4 thời điểm chế ăn chuối hại như nuốt thuốc độc. 1. Sáng sớm ngủ dậy. Hoa quả đúng là rất tốt cho bữa sáng vì nó chứa nhiều chất xơ, giúp làm sạch ruột và kích thích hệ tiêu hóa tỉnh giấc. Tuy nhiên, chuối lại là loại quả chứa nhiều chất axit. Nếu ăn lúc bụng rỗng khi vừa ngủ dậy, có thể gây hại dạ dày. Chưa kể khi vừa thức giấc, có thể đang đói, insulin xuống thấp, rất nhạy với đường. Việc dung nạp một lượng đường lớn từ chuối có thể khiến đường huyết tăng cao, dễ gây buồn ngủ, mệt mỏi. Với người có sẵn bệnh tiểu đường thì càng nguy hiểm hơn. Vì thế, bạn nên bắt đầu bữa sáng bằng một lượng nhỏ tinh bột, nhiều protein và chất xơ. Sau khi bụng đã lưng lửng, có thể tráng miệng bằng một quả chuối nhỏ. 2. Khi bụng đói còn cào. Lúc đang đói còn cào, cơ thể sẽ cực kỳ nhạy cảm với mọi loại thực phẩm đưa vào dạ dày. Do chứa nhiều magie nên chuối là nguyên tố nhạy cảm gây ảnh hưởng đến chức năng của tim, ức chế mạch máu tim. Ăn chuối lúc đói sẽ khiến lượng magie trong cơ thể đột ngột tăng cao, phá vỡ sự cân bằng của magie và canxi trong máu, gây ức chế mạch máu tim, không có lợi cho sức khỏe. Thời điểm ăn chuối tốt nhất là sau bữa ăn khoảng 30 phút khi dạ dày đã được lấp đầy 80%. 3. Khi đau đầu, hoa mắt, mệt mỏi. Cuối cùng, người bị bệnh đau đầu do ngồi lâu, xem TV và máy tính nhiều thì nên hạn chế ăn chuối. Vào lúc này, lượng axit amin trong chuối sẽ làm giãn các hệ thống tĩnh mạch, làm tăng lượng máu dẫn lên não, gây ra triệu chứng nhức đầu. Những người đang đau đầu tuyệt đối không nên ăn chuối, bởi nó sẽ làm cơn đau hiện tại trở nên trầm trọng hơn. 4. Khi đã ăn quá nhiều hoa quả trong ngày. Bản thân chuối đã rất giàu dinh dưỡng, đường lẫn calorie. Nếu ăn kết hợp với các loại hoa quả khác sẽ gây thừa chất cho cơ thể. Nhẹ thì tăng cân, mà nặng thì tăng đường huyết, rất dễ gây bệnh tiểu đường. Theo lương y Bùi Đắc Sáng, Viện Hoàng Lâm Khoa học và Công nghệ, chuối đại kỵ khi ăn cùng dưa hấu vì cả hai đều có nồng độ đường và kali cao. Dung nạp quá nhiều rất dễ gây tiểu đường. Vì thế, nếu trong ngày đã ăn hoa quả ngọt như dưa hấu, vải, nhãn thì không nên ăn thêm chuối. Mỗi ngày chỉ nên ăn tối đa 2 quả chuối là đủ. Xin chuyển đến nội dung tiếp theo. Quý vị thân mến, hiện nay một số người có suy nghĩ rằng bữa cơm tối là bữa cơm sum họp đông đủ các thành viên trong gia đình sau một ngày dài làm việc, nên thường nấu rất nhiều món ăn để bồi bổ và tăng cường sức khỏe cho mọi người. Tuy nhiên thì theo các nhà khoa học, đây lại là một việc làm hoàn toàn sai lầm. Bởi vì về bản chất,
ăn nhiều bữa tối đã không tốt. Và đặc biệt, nếu như quý vị ăn phải 7 món sau đây vào bữa tối thì không khác nào rước đại họa vào người, làm cả nhà của mình sinh bệnh thọ non. Vậy để biết đó là những món ăn nào và các bạn có đang ăn chúng buổi tối hay không, mức độ nguy hiểm ra sao, hãy cùng với chúng tôi đi tìm hiểu ngay sau đây để còn biết phòng tránh. Món số 1, mì tôm. Nhắc đến món ăn này thì tôi lại nhớ đến giai đoạn bản thân mình bận rộn và dành hết thời gian cho công việc, nên không có thời gian nấu nướng. Khi trở về nhà thì đã tối muộn, nên tôi thường xuyên ăn mì tôm trong 2 tháng liên tục, cho đến khi xuất hiện triệu chứng nóng trong, đau bụng quằn quại thì mới hốt hoảng đi khám. Lúc này bác sĩ nói tôi đã bị viêm loét dạ dày và xơ vữa động mạch nhẹ, phải điều trị hàng năm sau mới khỏi. Các bác sĩ giải thích do tôi có thói quen ăn mì tôm vào bữa tối muộn, nên tôi đã nạp một lượng lớn chất béo vào cơ thể, gây béo phì và làm tăng nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến béo phì như tim mạch, tiểu đường, đột quỵ. Chưa kể đến, đa số mì tôm đều được chiên qua dầu, chứa nhiều phụ gia và hương liệu, nên ăn nhiều trong thời gian dài có thể gây ra các bệnh liên quan đến dạ dày, làm tổn thương dạ dày nghiêm trọng, thậm chí gây ung thư dạ dày. Dẫu biết rằng mì ăn liền là món rất tiện lợi, nhưng sau khi biết được các tác hại của nó đối với sức khỏe, thì quý vị và các bạn hãy cân nhắc khi sử dụng món ăn này vào bữa tối hay không. Món số 3, dưa cải muối. Dưa cải muối cũng được coi là một sát thủ âm thầm nếu chúng ta thường xuyên ăn vào bữa tối. Nhắc đến đây thì hẳn rằng có rất nhiều người thắc mắc tại sao họ và gia đình rất thường xuyên ăn dưa cải muối nhưng không một ai bị bệnh. Quý vị cần biết rằng về bản chất thì món ăn này không hề xấu, thậm chí nếu biết ăn đúng cách thì có thể tác động tích cực đến sức khỏe. Tuy nhiên, nếu không biết cách ăn và ăn vào bữa tối thì sẽ gây ra những hiểm họa khôn lường. Nguyên nhân là bởi trong dưa cải muối có chứa một lượng muối natri vô cùng lớn. Nếu ăn vào bữa tối thì dạ dày của chúng ta không thể tiêu hóa hết được. Lâu ngày chúng tích trữ và gây đau tim, tiểu đường, đột quỵ. Đồng thời lượng muối này cũng có thể hút cạn canxi trong cơ thể bạn, lâu ngày khiến cho xương khớp suy yếu, gây ra các căn bệnh liên quan đến xương khớp vô cùng nguy hiểm. Đáng lo ngại hơn nữa là ăn những thực phẩm muối chua có độ mặn cao có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư dạ dày. Các chuyên gia khuyến cáo mỗi lần chúng ta nên ăn một lạng dưa muối và cũng chỉ thỉnh thoảng mới ăn, chứ không được phép ăn liên tục, đặc biệt là không được ăn vào bữa tối. Bên cạnh đó, các bạn cũng không nên ăn các loại dưa cải muối chưa chua hẳn, có vị hăng cay, bởi trong những loại này có chứa nhiều nitrosamine có thể gây ung thư và viêm loét đại tràng. Nếu có thể thì khi ăn chúng ta nên rửa qua với nước lạnh để giảm bớt độ mặn và độ chua của món ăn này. Số 4, xôi. Xôi là một món ăn vô cùng quen thuộc với chúng ta, xuất hiện hầu hết trong các dịp lễ Tết và thậm chí là đời sống hàng ngày, là món ăn ưa thích của nhiều người. Xét về mặt dinh dưỡng thì xôi không hề xấu. Tuy nhiên, nếu ăn xôi vào bữa tối thì lại là một tai họa lớn cho sức khỏe. Theo các chuyên gia thì xôi được nấu từ gạo nếp. Đây là thực phẩm khó tiêu và dễ khiến axit trong dạ dày tăng cao, khiến người ăn bị trào ngược, ợ hơi, ợ chua, vô cùng khó chịu. Ngoài ra thì xôi cũng là một thực phẩm có tính nóng, nên nếu thường xuyên ăn lâu ngày vào bữa tối thì có thể khiến cho quý vị và các bạn bị nóng trong, nổi mụn, mẩn ngứa. Chưa kể đến thói quen gói xôi bằng giấy báo cũ, túi ni lông dễ khiến kim loại nặng dính vào nhau và lâu ngày tích tụ trong gan thận, gây hại cho sức khỏe và thậm chí là tạo điều kiện cho các tế bào ung thư sinh sôi nảy nở. Thay vì ăn xôi thì quý vị và các bạn nên ăn cháo. Do được nấu chín kỹ nên cơ thể của chúng ta hấp thụ dinh dưỡng tốt hơn nhiều so với xôi. Thêm vào đó, cháo cũng chứa nhiều nước nên có lợi hơn cho chức năng tiêu hóa. Những món như cháo gà, cháo cá sẽ là những món ăn giúp bổ sung dinh dưỡng cực kỳ tốt và phù hợp để ăn vào bữa tối. Món số 5, bánh mì.
Ngoài dưa chua thì bánh mì cũng là một món ăn buổi tối hủy gan hại thận. Nghiên cứu công bố từ Bộ Y tế cho thấy mỗi năm có hơn 20.000 ca tử vong vì bệnh tim. Điều đáng buồn là tỷ lệ này đang càng ngày càng trẻ hóa, mà nguyên nhân chủ yếu đến từ thói quen ăn uống không lành mạnh. Một biểu hiện trong số đó là lạm dụng và ăn nhiều bánh mì, đặc biệt lại ăn vào buổi tối. Tác hại đầu tiên của việc ăn bánh mì vào buổi tối là làm tăng lượng đường huyết trong máu. Ngoài ra, lượng gluten có trong bánh mì có thể gây tổn thương niêm mạc dạ dày, dẫn đến chứng đầy hơi, nóng trong và táo bón. Thêm vào đó, lượng muối trong bánh mì sẽ khiến cơ thể bị mất nước và lâu dần sẽ làm lắng cặn, độc tố và làm suy giảm chức năng thanh lọc của thận. Chưa kể đến, khi hấp thụ quá nhiều muối, cơ thể sẽ sản sinh ra lượng cholesterol xấu, gây ảnh hưởng đến sức khỏe tim mạch. Lâu dần, có thể dẫn đến ung thư, u xơ, nhồi máu cơ tim, hết sức nguy hiểm. Vậy nên, một tuần thì chúng ta chỉ nên ăn khoảng 2 chiếc bánh mì và ăn vào bữa sáng, chứ tuyệt đối không được ăn vào bữa tối. Ngoài ra, sau khi ăn bánh mì thì nên bổ sung thêm chất xơ và uống nhiều nước để cân bằng dinh dưỡng và tăng cường chức năng tiêu hóa của cơ thể. Nếu bạn là người bị tiểu đường hoặc có nguy cơ cao bị tiểu đường thì cũng tuyệt đối không ăn bánh mì, vì món ăn này sẽ khiến đường huyết của bạn tăng cao trong thời gian ngắn, khiến tình trạng bệnh thêm trầm trọng. Món số 6, khoai tây chiên. Khoai tây chiên là một món ăn đại kỵ mà chúng ta tuyệt đối không nên ăn vào bữa tối. Các bác sĩ cho biết là do tác động của đời sống bận rộn mà người Việt Nam đang có xu hướng ngày càng ưa chuộng đồ ăn nhanh. Một trong số đó phổ biến nhất là khoai tây chiên. Trong những loại đồ ăn như thế này có chứa rất nhiều chất béo và muối độc hại. Về mặt bản chất dinh dưỡng, khoai tây chiên chứa rất nhiều dầu mỡ và phụ gia. Nếu tiêu thụ số lượng lớn vào buổi tối và trong thời gian dài sẽ rất dễ dẫn đến các bệnh cao huyết áp, tiểu đường và béo phì. Ngoài ra, trong món ăn này còn chứa hợp chất Awayama, một loại chất độc được tìm thấy trong khói thuốc lá. Qua quá trình chiên dầu ở nhiệt độ cao sẽ gây ra căn bệnh ung thư. Đặc biệt, ăn khoai tây chiên vào bữa tối là hành động gián tiếp nuôi sống tế bào ung thư, đặc biệt là ung thư phổi và ung thư gan. Một lưu ý đã được cảnh báo rất nhiều lần là không được phép ăn khoai tây mọc mầm, bởi trong mầm khoai tây này có chứa chất độc salonin, có thể khiến bạn nhẹ thì đau bụng, rối loạn tiêu hóa, nặng thì có thể tử vong nhanh chóng. Lưu ý thứ hai là không được bảo quản khoai tây trong tủ lạnh, bởi thành phần có trong khoai tây chủ yếu là tinh bột, khi bảo quản ở nhiệt độ thấp thì sẽ tạo điều kiện cho hàng loạt vi khuẩn tấn công vào các biểu mô tế bào và làm nhiễm trùng máu, suy gan, vô cùng nguy hiểm. Món số 7, bánh ngọt. Ngoài bánh mì, khoai tây chiên và những đồ ăn nhanh khác thì bánh ngọt cũng là một món ăn rất được ưa thích vào buổi tối. Thậm chí có những người còn ăn bánh ngọt thay cho bữa tối bởi những ưu điểm là bắt miệng, giá rẻ và lâu đói. Tuy nhiên, theo các nhà khoa học thì buổi tối chúng ta nên ăn nhẹ để giảm bớt gánh nặng cho hệ tiêu hóa và để cơ thể tái phục hồi sau một ngày hoạt động. Việc tiêu thụ những loại thực phẩm có nhiều đường như bánh ngọt, trà, sữa là một hành động vô cùng sai lầm vào bữa tối. Nếu chúng ta đưa vào cơ thể một lượng đường quá lớn thì sẽ làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh béo phì và tiểu đường. Lượng đường huyết tăng cao đột ngột có thể dẫn đến những biến chứng nguy hiểm như suy thận, nhồi máu cơ tim và thậm chí là mù lòa. Hơn thế nữa, những người ăn nhiều đường thì khả năng hấp thụ dinh dưỡng của cơ thể sẽ kém đi, dẫn đến cơ thể bị thừa năng lượng nhưng lại thiếu những dinh dưỡng thiết yếu, đặc biệt là các loại vitamin, magie và sắt. Từ đó sẽ gây ra ảnh hưởng không tốt đến chức năng miễn dịch của cơ thể, tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư và suy gan, suy thận. Trên thực tế, chúng ta không cần nạp thêm những món ăn có chứa đường tinh luyện, bởi trong những món ăn hàng ngày như hoa quả, cơm, rau củ đã có sẵn một lượng đường tự nhiên đáp ứng nhu cầu của cơ thể. Chính lượng đường tự nhiên này sẽ nuôi dưỡng cơ thể khỏe mạnh, nên quý vị và các bạn hãy hạn chế ăn càng ít đường tinh luyện càng tốt.
Hy vọng rằng với những thông tin hữu ích trong chương trình hôm nay, quý vị và các bạn có thể xây dựng cho gia đình cũng như bản thân mình một chế độ ăn uống lành mạnh, cân bằng dinh dưỡng và tốt cho sức khỏe. Tốt hơn hết, nên tránh những loại đồ ăn nêu trên trong bữa tối và cũng chỉ nên ăn một lượng vừa phải vào những thời điểm khác trong ngày. Chương trình đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.